sinh nhật chồng em, tặng cho chồng em một lít xe, tặng cho chồng em một lít xe nào. Hello. Các tình yêu ơi, hôm nay sinh nhật chồng em, hãy tặng cho chồng em một nút xe chia sẻ. Tí chồng em dậy giờ đây, ông ấy lâu lắm. Một xe chia sẻ cho sinh nhật chồng em. Hello các tình yêu. Cái gì chị Trương Hải Yến, giờ chị mới ăn sáng là trời thần thiên địa. Sinh nhật chồng em, bây giờ em trang điểm sương sương sơ sơ. Làm ly trà giảm cân thải độc. Cảm ơn cả nhà, chúc mừng sinh nhật ông xã em. Hôm nay sinh nhật chồng em đó mấy chị à. Chồng em á, trên giấy tờ trên Facebook ghi là 26 tháng 6. Nhưng mà chồng của em sinh nhật là 17 tháng 1 âm lịch. Đó. Chồng em sinh ngày 17 tháng 1 âm lịch, em sinh ngày 18 tháng 2 âm lịch. Đó. Mai sinh nhật em mà chồng em lại rủ em đi nặn mụn mấy chị ạ. Chết mẹ cái mụn rồi. Trời thần thiên địa, cái mụn cứng quá mấy chị ơi. Bên châu Âu 11 giờ chưa ăn sáng là đúng rồi chị. Mặt em một tuần nay ấy, mặt em một tuần nay là mụn lắm. Tại vì là hai vợ chồng bị xì chết về chuyện chồng em bị ốm á. Nhưng mà hôm nay kết quả rất là đẹp, khả quan. Trần đời ai oán ở trên 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 Facebook, ở trên trên fanpage ý, hay là trên trên mạng ấy mấy chị. Có nhiều chị vô duyên ghê vậy đó mấy chị ha, có nhiều chị vô duyên này. Em bảo mấy chị nghe này, người ta nói á, sinh ra cái duyên nó kẹp mép lờ ấy, là đã một điều bất hạnh rồi. Còn một số chị ấy, sinh ra mà cái não nó kẹp luôn trong cái mép lờ ha. Có nhiều chị mà sinh ra cái não cả cái duyên nó kẹp luôn trong cái mép lờ, sinh ra cái duyên kẹp mép lờ đã là gọi là một cái bất hạnh rồi. Đằng này sinh ra lại còn cái não nó kẹp luôn trong cái khe lờ luôn. Nhiều bà vô duyên vãi đái, bảo chửi em này chứ, con này nó cứ làm như mình nó có chồng, mà đăng hình chồng nó sáng đêm chiều tối. Ê mấy chị, mấy bà, mấy năm trời tôi không đăng hình chồng tôi ha. Chồng tôi đi xa đi vắng ha, tôi không có đăng hình chồng tôi ha. Mấy chị già mà cái não cái duyên nó kẹp cái mép lờ ấy, bảo mấy chị này, các chị đứng lờ á thì các chị nhảy lên trên cái cột điện ấy, các chị trà đi mấy chị. Em đăng hình chồng em chứ đăng hình chồng các chị đéo đâu mà các chị sagato dữ vậy ha. Em nói với chị nghe này, các chị đừng có nghĩ là chồng em về em đéo dám chửi các chị nhá. Em cũng chửi long trời lở đất thì mấy chị ra. Trời thần thiên địa. Ôi trời. Ba đi tắm đi. Tắm lẹ đi. Ba tắt điều hòa cho con đi để con dậy giờ từ từ. Xong rồi là đi. Tổ sư khốn nạn mà các chị ạ. Có nhiều má chứ. Hai vợ chồng mày đi ăn có tô mì tôm cũng đăng lên mà. Ê ta bảo này,
Tao nói thật thì chúng mày ấy, chúng mày để có mì tôm ăn à? Tao có yêu cầu chúng mày xem đâu mới có đi điên. Ơ, tao không hề yêu cầu chúng mày phải xem ha. Tao cũng không thuê mấy con lờ vào xem. Thế thì chuyện người ta đăng như thế nào là chuyện của người ta. Ô, chúng mày bị đứng lờ mong manh à? Bố mấy con lờ, lờ thối, lờ khắm, lờ vô duyên vô dáng. Mình đăng chồng mình lên, nó cũng bảo là mày cứ làm như mình mày có chồng đăng lên. Ô, chúng mày có chồng chúng mày đăng lên. Tao đâu có bắt chúng mày không đăng chồng chúng mày. Tao đăng chồng tao trong Facebook tao, là việc của tao nè. Mấy con dẩm lờ, các chị hiểu vấn đề không? Còn vài ngày chồng em đi, em đăng hình chồng em nó không cho. À, nó nhất định là nó không cho các chị. Nó vào bình luận, nó comment ở trong kênh YouTube. Mình chửi nó thì nó bảo mình là vô văn hóa. Mà đéo chửi nó thì mình lại cảm thấy mình có tội, bởi vì là mình không giáo dục nó cho nó hiểu là nó bị thần kinh. Các chị ạ, không chửi chúng nó thì mình cũng có tội, bởi vì mình biết chúng nó ngu lồn, mà cũng biết chúng nó là cái loại thần kinh, cái loại gato ghen tị. Thế mình không chửi nó thì mình cũng mang tội, là mang cái tội là biết người ta ngu mà không chỉ. Mà chửi chúng nó bảo mình bố láo mất dạy. Ông Louis Trần, ông đi cầu thì ông ngồi trong đó đi. Louis Trần đang xem vẫy tay cái gì? Đừng có tưởng chồng tao đang xem mà tao không chửi chúng mày nha mấy con khủng. Trưa nay tao đưa con tao lên tắm ở bơi ở hồ bơi, tao đọc vài comment của mấy con đi. Tại mấy hôm nay em đăng hình sao mà em đâu có đọc comment đó. Mấy con quỷ nó comment em này chứ. À, làm như mình mày có chồng, đi ăn đi ỉa đi đái cũng đăng lên. Ô hay chửa. Ô, tự dưng nó ghen tị vậy đó các chị ạ. Ừ. Các chị có thấy rằng là chúng nó vô lý không? Mày bảo mình ấy chứ. Mình mày có chồng mà mày đăng lên. À, rồi yêu nhau đéo ai phải đăng lên như mày ớ. Ê, mấy con khùng, tao đăng hình chồng tao chứ tao không đăng hình chồng chúng mày nha. Cái thứ hai ấy, là nếu như mà tao ấy vào tòm tem thằng chồng chúng mày ấy, chúng mày chửi tao được. Tự dưng con cu của tao tao chơi, con cu của tao tao ôm, con cu của tao tao trứng, mà chúng mày cũng không hài lòng, thì tao cũng không hiểu chúng mày thuộc cái tuýp người con cặc gì luôn. Ơ, các chị thấy em này đúng không? Ở đời này này, em nói thật với chị nhá. Ở đời này, cái tâm này này, này. Lên trên đời này em thật mấy chị này, đời này em chỉ sợ mấy cái con ấy mà lúc đéo nào cũng ở cái trạng thái là nắm tay. Nắm tay một người nào đó up lên Facebook, chỉ cần bên anh là đủ. Đéo thấy cái mặt đâu. Những cái con dạng đấy ấy, những cái con mà yêu ai với, ở với ai mà không có đăng hình ấy, mà cứ giấu như mèo giấu cứt ấy, thì chỉ có là cái tuýp gọi là một nhé, là ôm củ khoai của người khác thôi nhé. Một là ôm củ khoai của người khác, xài tạm, xài mượn, xài đỡ. Hai ấy, là thằng chồng nó phải xấu như ma cấu lở nhá. Cái thằng đàn ông nó phải xấu như ma cấu lở. Ba là cái thằng đàn ông nó phải bất tài vô dụng. Chứ các chị mà lấy chồng đẹp trai là một, phải khoai to là hai này, ngon lành cành đào là ba này, rồi chồng giỏi là bốn này, chồng tiền nhiều là năm này. Mẹ xin lỗi, chồng 1.5 như cột đèn máy nước các chị cũng đăng. Chắc tao phải chụp hình tao đăng hình tao với chồng chúng mày thì chúng mày mới câm mồm được à? Chúng mày vô duyên vãi trưởng ra mấy con rầm. Em đăng hình chồng em, em đi ăn hai vợ chồng em đứa con, chúng mày cũng chửi là ăn bát mì tôm cũng đăng lên. Ê, tao ăn mì tôm cũng tao trả tiền. Hai vợ chồng tao ăn mì tôm hết 800.000 cũng tao trả tiền. Tiền nhà tao tao trả.
chưa lừa dùng cái tiền này chúng mày, mà chúng mày vào chúng mày cầm lên, ý là sao? Có ai bắt chúng nó xem đâu nhỉ mấy chị nhỉ? Người ta có chồng thì người ta khoe. Mẹ mà vấn đề có phải ngày nào mình cũng khoe đâu. Chồng về có một tháng khoe, có mỗi một tháng nó chửi. Bà mẹ chúng nó. Em cũng thấy thương mấy chị mà có chồng đẹp trai ngon lành cành đào ngày nào cũng khoe. Hôm qua còn có con nái xề nó vào chửi em với chị ạ. Có con nái xề nó vào chửi em. Người một giường thịt. Nó bảo em là ok chị Hằng Su đi lấy một lát mắt inbox cho em. Nó bảo em là mày bớt đăng hình chồng mày được không? Ơ chắc tao đăng hình chồng tao mày bị nứng bướm mà. Mày bị nứng bướm mà mày đéo hài lòng. Eo thề thật sự nó bị mệt mỏi với mấy cái con ở trên mạng. Thật sự chúng mày, chúng nó luôn mấy chị ạ. Người ta sinh ra cái duyên nó kẹp mép lờ. Mà mấy con đĩ đấy ấy, mấy con đĩ thời A còng này này, không những cái duyên nó kẹp mép lờ mà cái não nó cũng kẹp cái khe lờ luôn đấy mấy chị. Bà mẹ nó úng thủy còn biết suy nghĩ. Sinh ra mà cái não kẹp luôn khe lờ và cái duyên kẹp luôn mép lờ thì mẹ mày đời chúng mày cô quạnh mà cô đơn cô khổ lắm. Bớt bớt đi nha, bớt vào xem tao đi nha mấy con đĩ điên. Tao bảo rồi, ở đây tao không có ở đây tao không có gọi là gọi là gì xét được quả gọi là 50.000 một đứa vào khen đâu nhá. Ở đây không cần nhiều người xem. Xem vui vẻ, không wow. Trời ơi, bây giờ chị, mình không đăng hình chồng mình nó kêu mình chửa hoang chửa bụa. Mình đăng hình chồng mình nó kêu mình bị thần kinh, bị cuồng chồng, bị cuồn cuộn. Ê, tao có cuồn cuộn thì tao cũng cuồn cuộn con cặc của tao. Tôi đâu có cuồn cuộn con cặc của nhà mấy bà. Có một chuối một khoai với bà đâu. Rồi chồng em bị mỡ máu. Nó bảo em là con dâm loạn. Đụ chồng cho cố để chồng bị đi chạy cố sức. Tao cũng lại cả nhà chúng mày. Bác sĩ bệnh tim là biết. Hả? Khổ thật sự. Bình nước còn em. Vũ cha leo, bình nước còn em. Kệ nó đi chị ơi, có phải là không kệ đâu. Mà là mình nói xương xương cho chúng nó vừa lòng. Cho chúng nó câm cái mỏ chúng nó lại. Dạ hôm nay sinh nhật chồng em, mai sinh nhật em. Mà hôm năm nay là sinh nhật bọn em mà không tổ chức. Vì là chồng về chồng em thì không muốn em nhậu nhiều. Vì hôm vừa rồi đi từ Hà Nội vào là bị đau bụng. Bị đau bụng quặn quặn cấp cứu nên là không có nhậu nhiều. Các chị hiểu không? Em cầm đi tập á, cái bình nó chỉ có cỡ này thôi em. Bình có cỡ này này bé. Nguyễn Thiêm ơi, like này chỉ không tư vấn thực phẩm chức năng, em muốn tư vấn về cái gì? Em muốn tư vấn về cái gì có thể inbox cho chị? Đó, bình là 465.000. Sinh nhật chồng em cũng có làm cái gì đâu. Mấy người bạn thân đi ăn, uống một hai cốc bia là xong. Hà Nội lạnh lắm, trong 10 độ không cả nhà. Trang phun lông mày rồi mà thì phun lông mày không có nghĩa là không được kẻ lông mày nhé.
Ok Nguyễn Hiền, inbox chị tí chị trả lời. Đó, trang điểm xong rồi đi. Nói chung là chồng em mấy hôm nay bị sức khỏe kém nên là chả có không khí nào để làm sinh nhật, chán mỡ đời. Ông ấy bị đau bụng, rồi ông ấy bị mỡ máu men gan cao, rồi ông ấy bị đau dạ dày. Chả nhậu nhẹt được gì, mà đi tổ chức sinh nhật rình rang mà hai vợ chồng không nhậu thì nó cũng chán. Cái loại bợm nhậu như em mà em không nhậu thì em cũng chán mấy chị ạ. Sinh nhật chồng em á, đi ăn đi nhậu. Mà em không có nhậu nha, chồng em hai vợ chồng em không nhậu nha, tại vì là bị đau bụng. Ít khi thấy Trang kẻ eyeliner, có biết kẻ đâu mà kẻ chị. Dạ hai vợ chồng em nói chuyện vui vẻ nó cũng không hài lòng cơ chị ạ. Dạ bọn em hai vợ chồng là bọn em bằng tuổi, chơi chung, hiểu nhau, nên nhiều khi bọn em nói chuyện nó hơi xuồng xã, chứ không nghĩa là bố láo nhá mấy chị. Em chỉ sợ mấy con đàn bà trước mặt chồng thì nói chuyện ngọt ngào, mà sau lưng chồng thì bú cặc thằng khác, nó mới kinh. Mấy mẹ Đức Hạnh đừng vào xem em nhé. Lăn cái lách như nào. Nhậu thì tối hôm sau có em được với bà. Bị can gọi cái gì? Chờ em xíu nào. Bộ cọ chị trang điểm có bán em. Chị Trang có laser lông không? Không. Chị không có laser lông. Thỉnh thoảng nó có vài sợi chị quắc thôi. Nhưng mà chị lăn lách này. Chị còn lăn lách nhưng mà nách chị trắng là không phải là vì ấy đâu. Nách chị trắng chị dùng quanh năm suốt tháng 4 năm nay cái này. Nách chị này, trắng là chị dùng cái này này, Snow White. Mông trắng, nách trắng, bệnh trắng là dùng cái này. Đó. 350.000. 350.000 một hộp. Chị thâm nách, thâm bệnh, thâm mông là cái này. 350.000. Đó. Các chị nhớ nhá, nhân dịp tháng sinh nhật này này, trong tháng 2 này thôi, mua đơn hàng 1,5 triệu cho tất cả các mặt hàng sẽ được tặng một cây son. Sẽ được tặng một cây son màu 23, màu 20 hoặc màu 19. Em đánh màu 20 cho đỏ. Sinh nhật chồng em chỉ gọi là trang điểm sương sương sơ sơ nhẹ nhẹ.
chứ có làm ăn gì đâu. Tại năm nay không có tổ chức cái gì cả, rình rang không kịp làm. Nhiều công việc quá. Thôi nói chung vợ chồng em chủ nghĩa là tiền để đi ăn và mua đất mua nhà. Mình nghèo, mình phải tiết kiệm. Bà ấy lại lên tắm lâu thế. Ai mà biết màu tóc bao lâu nhuộm lại. Thôi em đi vào em gọi con kiến nó dậy để con đi mặc đồ mặc đạc sinh nhật ba nó đây. Bye bye mấy chị nha.